Hôm có bạn kể ở một cái ngôi chùa treo bức tranh vẽ sáu cõi luân hồi, ngay chính giữa là chữ tâm và được bao quanh bởi cung quỹ vô thường. Thì trong clip này chúng ta sẽ nói về vô thường. Vô thường có nghĩa là thay đổi, là có sinh ra và có chết đi, và thay đổi theo thời gian. Nếu như không có vô thường, không có sự thay đổi, thì bông hoa này sẽ mãi mãi chỉ ở trong lòng đất, không thể vươn lên tỏa sắc hương như thế này được. Nếu như không có vô thường thì sẽ không có đứa trẻ. Ra khỏi bụng mẹ được sinh ra có nghĩa là bạn đã không được sinh ra. Nếu không có sự thay đổi thì một người đang bị bệnh sẽ không bao giờ lành. Hạt sẽ không bao giờ nở thành cây, ra hoa kết trái. Vậy tại sao gọi vô thường là con quỷ? Đó là do tâm trí của con người mình. Hãy gắn liền những cái trải nghiệm với lại cái ham muốn. Ok, thay đổi. Cái gì thay đổi nhưng mà hợp với ý muốn của mình, có lợi cho mình thì gọi là thiên thần. Nhưng cái gì thay đổi không không có lợi cho mình, bất lợi cho mình, không theo ý muốn của mình thì gọi là quỷ dữ. Nhưng mà thay đổi là thay đổi. Đó là bản chất của hình dạng. Mọi hình dạng đều phải thay đổi. Không có tốt, không có xấu, không có lành, không có dữ. Lành dữ, thiên thần hay ác quỷ, nó chỉ có trong tâm trí của con người mà thôi. Hoa nở, hoa tàn, hoa lại nở. Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân.
con người mình thường đau khổ là do bám víu, do chấp, khi xem vô thường là vĩnh cửu. Tại sao anh lại thay lòng đổi dạ? Nhưng mà nếu không thay lòng đổi dạ thì ngay từ đầu đã không có yêu em. Có câu chuyện à, câu chuyện này cũng khá là phổ biến. Thì có một vị vua gần như có đầy đủ mọi thứ, ngai vàng, có thiên hạ, nhưng mà cảm giác lúc nào cũng bất an, cũng không có trọn vẹn, không có tận hưởng cái sự vật lộn qua lại giữa hạnh phúc và bất hạnh. Thì nhà vua được giới thiệu bởi một cái gọi là nhà hiền triết của vương quốc. Thì vua mới nói với nhà hiền triết là: ông có thể chỉ cho tôi cách nào đó mà tôi có thể tận hưởng cuộc sống được hay không? Tôi thôi không còn gọi là vật lộn qua lại giữa hạnh phúc và bất hạnh. Thì nhà hiền triết nói rằng là: được rồi, tôi sẽ giúp ngài. Hai tuần sau, nhà hiền triết quay lại nói với nhà vua rằng là: đây là món quà vô giá, cả cái vương quốc của ngài cũng không thể đánh đổi được. Tôi sẽ tặng cho ngài. Và nhà hiền triết trao cho nhà vua một chiếc nhẫn, trên đó ghi là: rồi nó cũng sẽ qua. Nhà vua hỏi là: ở đây có nghĩa gì? À, trước khi bất cứ sự việc nào xảy ra, trước khi phản ứng, trước khi hành động, thì nhà vua hãy xem lại chiếc nhẫn này để nhắc nhở mình. Rồi điều này cũng sẽ qua. Đó là bản chất của mọi sự vật và sự việc, bản chất của mọi hình dạng là sự thay đổi. Có nhiều người là bảo rằng: những cái khó khăn, những cái vất vả, những cái đau khổ thì thôi ráng chịu đựng rồi nó cũng sẽ qua. Nhưng mà thế rồi những tình huống gọi là tốt đẹp, chẳng lẽ không tận hưởng nó bởi vì rồi nó cũng sẽ qua hay sao? Nhà hiền triết không có ý như vậy. Ở đây để nhắc chúng ta rằng là không có bám chấp vào sự vật hay sự việc. Khi không có bám chấp, biết buông bỏ,
Buông bỏ ở đây là buông bỏ ở trong tâm trí cái suy nghĩ mà bám chấp đó, buông bỏ được cái suy nghĩ đó thì khi đó chúng ta mới có sự tận hưởng thật sự. Vô thường, sự thay đổi ở đó để chúng ta nhận ra chính mình là không thay đổi. Ví dụ như là mọi thứ đều thay đổi thì làm sao chúng ta có thể nhận ra sự thay đổi được? Nếu tất cả là màu xanh hết thì làm sao? Thì màu xanh không còn là màu xanh nữa, nó phải có màu gì đó khác. Nếu mọi thứ đều thay đổi thì làm sao chúng ta có thể nhận ra sự thay đổi đó? Nhận ra đó nha, nhận ra là sự thực chứng. Chứ không phải nhận ra trong suy nghĩ. Có nhiều người có thể nói rất hay về vô thường. À, đời là vô thường mà. Alo? Ủa sao? Hả? Quý hợp đồng ra hả? Trong cái thiền Vipassana mà khóa 10 ngày thì người ta chỉ cho cái phương pháp gọi là quán thọ. Có nghĩa là quán những cái cảm thọ ở trên cơ thể. Quán từ đỉnh đầu xuống dưới chân và quán lên đầu. Thì quán như vậy á thì có những chỗ nó nhẹ nhàng vi tế, nhưng có những chỗ nó căng cứng. Nhưng mà cái lời khuyên trong đó là hãy giữ cái tâm quân bình. Khi giữ cái tâm quân bình á thì chúng ta sẽ quán. Quán ở đây là quan sát. Chúng ta quan sát và nhận ra là những cảm thọ này sinh và diệt và thay đổi. Lúc này thì nhẹ nhàng vi tế, lúc khác thì lại căng cứng đau đớn. Và sự nhận ra đó đó là cái gọi là tâm quân bình, tâm bất biến, thay đổi. Hay có cái câu là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, là như vậy đó. Mọi tình huống cuộc sống là thay đổi, bản thân cuộc sống là thay đổi, nhưng mà chúng ta phải giữ được cái tâm quân bình, là cái tâm chân tâm, là tâm bất biến trước mọi sự thay đổi, trước mọi sự biến đổi. Biết chính mình là biết mình không phải là những thứ thay đổi đó. Trời nắng,
rồi trời mưa. Nhưng mình không phải là nắng mưa đó. Rồi nắng, mưa, rồi sinh ra cảm xúc, rồi yêu, rồi ghét, rồi bực bội, rồi hay là yêu thích gì đó. Nhưng mình không phải là những cái cảm xúc đó, yêu, thích. Mình là cái sự bất biến nơi những cảm xúc thay đổi đó, vạn biến đó xảy ra. Trong trạng thái mà tĩnh lặng hoàn toàn, chúng ta nhận ra những âm thanh sinh và diệt, những hình dạng sinh và diệt, mọi thứ là thay đổi và vô thường trên bề mặt, trong hình dạng. Và chính mình là vô hình, là bất biến, đang trải nghiệm hình dạng, trải nghiệm cái sự thay đổi. Khi ta nhận ra điều này, chúng ta tận hưởng, và tận hưởng thật sự. Nắng cũng tận hưởng, mưa cũng tận hưởng, xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa đều tận hưởng. Việc gì đến, nó đến. Việc gì đi, để nó đi. Ai đến thì đón chào, ai đi thì tạm biệt và cảm ơn. Nhận ra chính mình là sự vĩnh hằng, là bất biến, là vĩnh cửu đó, đang tận hưởng cái sự biến thiên, cái sự thay đổi, thì chúng ta rất là biết ơn. Đón nhận, tận hưởng và biết ơn. Cũng không có sợ, không có sợ sự thay đổi. Cái nỗi sợ nó khiến cho chúng ta đau khổ, khiến cho chúng ta không tận hưởng được cuộc sống. Và khi loại bỏ được nỗi sợ, nhất là sợ chết, khi đó chúng ta mới thật sự sống. Vì bản chất là chúng ta đâu có chết đâu. Cơ thể này sinh ra, cơ thể này thay đổi, cơ thể này mất đi. Nhưng chính mình đâu phải là cơ thể này đâu. Thì coi lại những tấm hình mà từ nhỏ đến lớn giờ chúng ta thấy à, giống như chúng ta đã được tái sinh qua nhiều cái hình dạng, qua nhiều cái thân thể khác nhau vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng là chúng ta đâu phải là cái cơ thể này.
những suy nghĩ, những cảm xúc sinh ra và mất đi. Nhưng chính mình đâu phải là suy nghĩ và cảm xúc đó đâu. Ta nhận ra là chính mình là không sinh, không diệt và không thay đổi theo thời gian. Đó chính là giá trị của vô thường. Sự thay đổi để giúp chúng ta nhận ra chính mình là không thay đổi. Tạm thời giúp chúng ta nhận ra chính mình là vĩnh cửu. Thời gian là giúp chúng ta nhận ra chính mình là mãi mãi. Mãi mãi không phải là ngàn năm hay muôn năm hay triệu năm, hay là mãi mãi là không có thời gian. Cho đến khi chúng ta nhận ra chính mình, còn không là chúng ta sẽ bị vô thường vật lộn, và chúng ta vật lộn trong vô thường. Cảm ơn các bạn.